Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nghi Xuân phối hợp với xã Xuân Liên tổ chức hướng dẫn về phân loại và xử lý rác tại hộ gia đình cho người dân của xã Xuân Liên. Tại đây, các chị em được thông tin về thực trạng rác thải trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Trong đó, trung bình mỗi ngày Nghi Xuân có khối lượng khoảng 40 tấn rác, trong đó 70% là rác hữu cơ. Đồng thời thông tin các quy định của tỉnh, của huyện về phân loại xử lý rác thải sinh hoạt, vai trò của hội phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn, hướng dẫn cách phân loại, hướng dẫn quy trình và thu gom rác hữu cơ, cách vận chuyển sau khi phân loại. Lớp tập huấn là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và sự chủ động của các cán bộ hội viên phụ nữ và các đoàn thể khu dân cư trong việc làm nòng cốt tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc phân loại rác tại nguồn, góp phần giảm thiểu rác thải tại các khu vực thu gom rác, tiết kiệm chi phí tiêu hủy rác. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Nghi Xuân và xã Xuân Liên đã trích nguồn kinh phí mua tặng 220 giỏ rác cho các hộ gia đình ở thôn Linh Vượng để thuận lợi trong việc thu gom và phân loại rác thải.